Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19, song kinh tế đất nước và ngành công thương vẫn đạt được kết quả khả quan. Trong đó, hoạt động xúc tiến thương mại đã trở thành điểm sáng hỗ trợ đắc lực cho hoạt động công thương cả nước. Năm 2020, thực hiện nhiệm vụ xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển thị trường trong nước với nòng cốt là chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, gồm 319 đề án với tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ là 136 tỷ đồng. Trong bối cảnh các hoạt động xúc tiến thương mại trực tiếp bị gián đoạn và không thể thực hiện do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các hoạt động xúc tiến thương mại trực tuyến đã trở thành công cụ, giải pháp phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và ứng phó hiệu quả những điều kiện thị trường bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Hoạt động xúc tiến thương mại đã góp phần đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2020 đạt giá trị 544 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,1% so với năm 2019. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 282 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,5% so với năm 2019. Thặng dư thương mại hàng hóa đạt trên 19 tỷ đô la Mỹ. Thông qua việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại trực tuyến, Cục Xúc tiến Thương mại và các đơn vị thuộc Bộ Công Thương đã chủ trì phối hợp với các tỉnh, thành phố trên cả nước, các cơ quan xúc tiến thương mại nước ngoài, tổ chức trên 500 hội nghị quốc tế trực tuyến với trên 1 triệu phiên giao thương tại các thị trường xuất khẩu chủ lực như Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU và thị trường xuất khẩu tiềm năng. Tổ chức tham gia hàng chục hội chợ quốc tế trực tuyến như triển lãm Việt Nam Food Expo, hội chợ CIIE, hội chợ CIA Expo, v.v. Công tác xúc tiến thương mại, công tác mở cửa thị trường trong bối cảnh ứng phó với đại dịch COVID-19 thì vô cùng được chú trọng, và chúng ta đổi mới cái phương thức kết nối giữa các cái doanh nghiệp, các bộ ban ngành và các cơ quan thương mại bằng hình thức trực tuyến và làm sâu sắc hơn cũng như làm phong phú hơn những cái nội dung mà chúng ta cùng với cái nỗ lực của chính phủ, cùng với nỗ lực của các bộ ban ngành, các địa phương để chúng ta làm sao đảm bảo tốt cái nhiệm vụ kép, đó là phòng chống đại dịch COVID-19 nhưng vẫn đạt được cái yêu cầu về mặt tăng trưởng xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Khi đại dịch COVID-19 diễn ra, Cục Xúc tiến Thương mại đã thường xuyên rà soát, tham mưu lãnh đạo Bộ Công Thương hủy những đề án không thể thực hiện được và bổ sung 66 đề án tập trung vào các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường trong nước và các hoạt động xúc tiến thương mại thực hiện trên môi trường mạng, khai thác các thị trường CPTPP, EVFTA và các FTA khác. Các hoạt động tuyên truyền quảng bá, thông tin thị trường, đào tạo nâng cao năng lực đã hỗ trợ khoảng gần 13.000 lượt doanh nghiệp. Giá trị các hợp đồng xuất khẩu được ký kết đạt trên 34 triệu đô la Mỹ. Giá trị của hợp đồng mua bán hàng hóa, đại lý tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước và doanh số bán hàng đạt hơn 100 tỷ đồng. Hiện nay thì ở Việt Nam thì đã có nổi lên một số những cái nhà xuất khẩu rất là chuyên nghiệp mà của Việt Nam, ví dụ chẳng hạn như là cái tập đoàn xuất khẩu hoa quả và chế biến là Vina TNT, rồi thì là Cánh Đồng Vàng, rồi thì New Golden Roads, rồi thì Lavi Food vân vân. Thì những cái tập đoàn này thì hiện nay thì họ đã từng bước là trở nên chuyên nghiệp trong cái hoạt động là thu mua gom nông sản và xuất khẩu. Thế thì ở đây thì vai trò của Bộ Công Thương là gì và Cục Xúc tiến là gì? Là chúng tôi bằng tất cả những cái phương thức vốn có thể, đặc biệt là trong bối cảnh Covid này thì không thể đi lại, thì chúng tôi tăng cường đẩy mạnh cái hoạt động giao thương trực tuyến để nhằm là kết nối các thành phần trong xã hội này với nhau, như là nhà nhập khẩu, như là nhà phân phối quốc tế, như là nhà nhập khẩu ở nước ngoài, như là nhà xuất khẩu của Việt Nam với lại các nhà sản xuất. Để thích nghi với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng các cơ hội từ cuộc cách mạng này, Cục Xúc tiến Thương mại đã triển khai xây dựng 5 ứng dụng phần mềm phục vụ công tác xúc tiến thương mại, tổ chức thành công lễ công bố các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia lần thứ 7 năm 2020 cho 283 sản phẩm của 124 doanh nghiệp, triển khai hiệu quả tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020, Việt Nam Grand Sale 2020. Năm 2021, căn cứ chương trình kế hoạch của Bộ Công Thương, Cục Xúc tiến Thương mại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xúc tiến thương mại, tập trung ưu tiên hoạt động xúc tiến xuất khẩu, khai thác thị trường có FTA với Việt Nam, thực hiện các hình thức xúc tiến thương mại mới thông qua môi trường số, phối kết hợp
lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại từ trung ương đến địa phương và các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp. Tại hội nghị tổng kết công tác 2020, phương hướng nhiệm vụ xúc tiến thương mại 2021, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Cục Xúc tiến Thương mại trong thời gian qua. Cục Xúc tiến Thương mại đã thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong việc đổi mới phương thức xúc tiến thương mại, ứng dụng thương mại điện tử vào xúc tiến thương mại thông qua các chương trình kết hợp tập đoàn thương mại điện tử lớn như Amazon, kết nối ứng dụng thương mại điện tử Global Selling. Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được của năm 2020, công tác xúc tiến thương mại trong năm 2021 cũng cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện thêm các cơ chế chính sách để tạo hành lang pháp lý vững chắc, giúp công tác xúc tiến thương mại đạt hiệu quả cao. Phối hợp với các bộ, ngành, hiệp hội xây dựng và triển khai các đề án xúc tiến thương mại mang tính tập trung theo ngành hàng, khu vực, như tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu theo vùng kinh tế, phối hợp triển khai chương trình quảng bá có trọng tâm, trọng điểm, sản phẩm có thế mạnh của vùng, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho xúc tiến thương mại và tránh tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại manh mún giữa các địa phương, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào xúc tiến thương mại, đẩy mạnh hoạt động giao thương kết hợp trực tuyến và trực tiếp, tổ chức hội chợ trực tuyến quảng bá sản phẩm Việt Nam tại các thị trường quốc tế và xây dựng thành thương hiệu hội chợ thường niên, làm điểm đến tin cậy để tìm nguồn hàng xuất khẩu đối với khách hàng nước ngoài. Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác các cơ hội thị trường mà Việt Nam ký kết các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA, UKVFTA. Triển khai cái nhiệm vụ công tác của năm 2021, cái điểm thứ nhất là chúng ta vẫn phải bám sát vào các cái tình hình thực tiễn để triển khai cái hoạt động xúc tiến thương mại, bám sát vào những cái thị trường mà chúng ta đã có các FTA, nào chúng ta có CPTPP, rồi là RCEP, rồi là EVFTA, ví dụ như thế, thì chắc chắn chúng ta phải tận dụng các thị trường đó. Và cái điều đó là chúng bắt buộc chúng ta phải hướng tới, không có cách nào khác cả. Đấy là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là vẫn phải tiếp tục là tăng cường cái ứng dụng công nghệ thông tin cũng như cái nền tảng 4.0 vào cái công tác xúc tiến thương mại. Đấy, và cái điểm thứ ba là cái liên kết phối hợp giữa Cục Xúc tiến Thương mại với các cơ quan trong bộ, ngoài bộ, trong nước, quốc tế. Cái điều này là hết sức quan trọng. Cái điểm thứ tư thì tôi nghĩ rằng cũng nhắc lại, mặc dù tôi nói cuối cùng nhưng mà rất mong là chúng ta cái tính năng động, chủ động, tích cực trong công việc cũng như là trong các cái đề xuất kiến nghị tham mưu trong lĩnh vực của chúng ta thì nó cần phải tốt hơn. Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, năm 2021, Cục Xúc tiến Thương mại tích cực tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào xúc tiến thương mại, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giao thương kết hợp trực tiếp và trực tuyến, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại phù hợp với cơ chế, chính sách hiện hành và điều kiện thực tế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu.